Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Phước điện thoại cũ đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả mọi người nha. Hàng hôm nay giá chỉ từ 270.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 2.890.000 nha mọi người. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì ghé qua cửa hàng xem máy, anh em ở xa thì cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy nha. Rồi, thì hình thức đặt cọc bên shop, anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là anh em chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều được nha. Hàng bán ra thì bao cho anh em xài 7 ngày, trong vòng 7 ngày có lỗi lầm gì đó, thì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả mọi người nha. Rồi, thì Phước đã bán máy cũ với giá rẻ rồi, nên là Phước không tặng kèm phụ kiện cũng như là không bao phí ship cho tất cả mọi người nha. Phí ship cho một đơn hàng đâu đó từ 35 cho tới khoảng 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và Phước không tặng kèm phụ kiện, nhưng Phước sẽ hỗ trợ anh em với cái giá gốc của mọi của phụ kiện nha. Thì ở đây Phước có là 3 dây cáp dù của sạc iPhone nè, micro và taxi ha. Thì mỗi cộng như vậy sẽ là 19.000, đầu cắm của nó sẽ là đầu USB nha mọi người. Một cộng như sẽ là 19.000 nha. Rồi anh em nào mua thì cứ nhắn qua cho Phước luôn nha. Rồi thì một điều nữa là Phước đã bán máy cũ với giá rẻ rồi, nên là máy của Phước á là đa số là đã qua sửa chữa hoặc đã thay thế linh kiện hết rồi nha mọi người. Thì con nào mà zin á thì Phước sẽ nói, con nào mà đã thay thế sửa chữa linh kiện rồi đó thì Phước sẽ mô tả sơ về tình trạng của máy thôi nha mọi người ơi. Rồi thì cũng không làm mất thời gian mọi người quá nhiều nữa, Phước sẽ vào trực tiếp máy của ngày hôm nay luôn nha. Thì đầu tiên trên tay Phước sẽ là con iPad 3 nha mọi người. Con này là máy full zin luôn nha, iCloud sạch bao reset bản 16GB nha mọi người. iCloud sạch bao reset bản 16GB nha mọi người. Đây mọi người xem tình trạng máy nhé. Thì đối với con iPad 3 này là mọi người coi YouTube trên Safari giúp Phước nha, gọi là coi YouTube trên web. Bây giờ mình sẽ coi phần cam trước nha mọi người. Cam đây, rồi phần thông tin máy trước đi. Đây, bản 16GB nha mọi người, iOS là 9 chấm nha. iCloud sạch bao reset luôn nha mọi người. Âm thanh nghe rất là ok nha. Đó, âm thanh nghe rất lớn nha. Ai lau sạch pin rất là trâu nha mọi người. Cam trước cam sau rất đẹp nha. À, cam sau nè. Cam trước ha. Cam rất là đẹp. iPad mini 1 nha mọi người. Con này ổ cắm cũ nha. Thì mình con này mình sẽ hỗ trợ tặng cái cáp sạc cho mọi người luôn nha. Bản 16GB nha mọi người. iPad mini, iPad 3 ha. Full zin luôn. Con để cho mọi người coi iPad 3 mã số 1 này, giá của nó là 590.000 nha mọi người. Thì mọi người coi YouTube, mọi người coi trên đây nè. Con này vẫn xài được Zalo, Facebook, TikTok luôn nha mọi người. Vẫn xài được Zalo, Facebook, TikTok ha. Đây mình coi YouTube, mình coi trên đây nha mọi người. Thì mọi người vào cái phần Safari này nè. Đó. Mọi người bấm tìm kiếm chữ YouTube rồi nó sẽ ra thôi ha. Đây. Wi-Fi nhà mình nó hơi yếu nha mọi người. Đó, YouTube như thế này ha, là mọi người nghe nhạc xem phim bình thường nha. Rồi, 590.000 nha mọi người, mã số 1. iPad mini 3. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Đây là con Samsung Tab A nha mọi người. Samsung Tab A 2016, pin bao trâu bò luôn ha. Pin rất là trâu bò luôn. Cái nút nguồn thì mọi người bấm nhấn mạnh giùm Phước nha. Đó. Con này là mọi người xài được sim sóng nghe gọi bằng nghe gọi được luôn nha. 4G xài ok, wifi ok luôn. Đó. Mọi người coi YouTube màu xanh lá cây nè, mình có tải sẵn ha. TikTok, Facebook, Zalo vẫn xài ok ha. Là con Samsung Tab A 2016 nha mọi người, máy full zin luôn. Xài được sim sóng nghe gọi luôn, xài được 4G luôn nha mọi người. RAM 1.5 bộ nhớ 8GB nha mọi người, Tab A 2016 nha, RAM 1.5 bộ nhớ 8GB. Người phải xem cam đây. Đó, cam trước cam sau ok lắm nha mọi người, rất nét luôn. Rồi, con Samsung Tab A nha mọi người. Máy full zin, ngoại hình có hơi xấu một xíu nha. Chỗ này cho bỏ sim nha mọi người. Sim sóng nghe gọi được luôn nha. Nhìn xài như một cái điện thoại được luôn nha. 390.000 mã số 2 Samsung Tab A nha mọi người. 390.000. Rồi, tiếp theo là mã số 3. Giá của nó là 490.000 nha mọi người. Đây là iPad mini 1. Thì con này cũng giống như con iPad 3 nha mọi người. Giá của nó là 490.000 ha. Đây, tình trạng của máy đây. Máy ngoài hình còn rất đẹp nha mọi người. Loa đây. Đó, loa ok ha. iCloud sạch, reset thoải mái, bản 16GB. Dung lượng 16GB nha mọi người, iOS 9 chấm nè.
ha. Thì với iOS 9 chấm thì mọi người cũng phải xem YouTube trên Safari là cho coi trên web như thế này ha. TikTok, Facebook, Zalo vẫn tải được bình thường và cam trước cam sau rất là đẹp. Đó. iPad mini 1 nha mọi người, mã số 3, máy rất là đẹp luôn nha. 490.000 iPad mini 1 nha mọi người. Để cho mọi người 490.000 thôi nha, mã số 3 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là mã số 4, đây là con Samsung Z3 2016, RAM 1, bộ nhớ 8GB nha mọi người. Z3 2016 nha mọi người, pin rất là trâu luôn nha. Cam trước cam sau xài ok, nghe gọi chữa cháy khá là hợp lý nha mọi người. Rồi thì con này tình trạng của nó là bị hư wifi mọi người, chỉ bị hư wifi thôi, còn lại sim sống nghe gọi 4G đều ok hết nha. Wifi mọi người bật lên nó sẽ không lên, đó nó cứ vậy thôi đó. Mọi người bỏ sim sống nghe gọi bằng 4G được luôn nha, nghe gọi 4G ok. Máy full zin luôn, mã số 4 nè, 270.000 thôi mọi người, về nghe gọi chữa cháy ok, Facebook, Zalo, TikTok được luôn nha. 270.000 Samsung Z3 2016. Giá của nó là 270.000 nha mọi người, hư wifi. Rồi, tiếp theo sẽ là cái con Oppo Neo 9 nha mọi người. Oppo Neo 9 là mã số 5, máy cũng full zin luôn. RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android 5 chấm nha mọi người. Máy zin full luôn nha. Mật khẩu là 4 số 8. Cam sau ở này, cam trước rất đẹp nha mọi người, còn cam sau đây. Cam Oppo rất đẹp nha mọi người. RAM 2 bộ nhớ 16GB nha mọi người, Oppo A37 hoặc là Oppo Neo 9 cũng là nó nha. Android 5.1 nha mọi người. Xài được Facebook, Zalo, TikTok đồ cũng ok nha, đã được lại sẵn hết rồi nè. Oppo A37 nha mọi người. Mã số 5. Rồi, giá con này sẽ là 390.000 nha mọi người, mã số 5, 390.000. Tiếp theo là mã số 6 nha mọi người. Đây là con iPhone 7G, máy sạch, máy quốc tế sạch, không nhận sim. Bỏ sim vô không nhận nha mọi người. Đây là đây bọc nứt kính mực màng nha mọi người, bị nứt kính vì mực màng không nhận sim. Lo ok nè. Đó. 7G nha mọi người. Bản 32GB ha. Pin là 67%. Vân tay còn luôn nha mọi người. Vân tay còn nha mọi người. Cam trước cam sau bao nét luôn ha. Đó. Rồi, con iPhone 7G này mình báo lại tình trạng nha mọi người. Giá của nó là 490.000, tình trạng là không nhận sim, nứt kính, mực màng, pin 67%, iCloud sạch được reset và con này vân tay ok, bản 32GB. 490.000, mã số 6. Rồi, tiếp theo là mã số 7, đây là con iPhone 5S nha mọi người. Tình trạng của nó là mất vân tay, bản 16GB, máy full zin, pin trâu. iCloud sạch được reset thoải mái luôn. Cam trước cam sau thì bao đẹp. À, cam sau mọi người. Cam trước rất là đẹp nha. 5S nè mọi người. Bản Việt Nam luôn nha, 16GB. 16GB ha. Ngoại hình rất đẹp nha mọi người. 490.000 mã số 7 iPhone 5S nha mọi người. 490.000 thôi nha. Tiếp theo là mã số 8 nha mọi người. Mã số 8 thì ở đây mình có một con Oppo nha. Đây là Oppo F3 RAM 4, bộ nhớ 64GB. Tình trạng của nó mọi người để ý kỹ giùm Phước nha. Bị mực màng mọi người thấy không? Và phần viền này nữa nè. Đó, bị mực này mọi người thấy không? Để ý kỹ mới thấy nha mọi người. Đây là con Oppo F3 nha mọi người. Đây, Oppo F3 RAM 4, bộ nhớ 64GB, Android 6 chấm nha. Bị mực màng nha. Rồi đó, còn lại mọi chức năng là xài ok hết luôn á mọi người. Chỉ bị vậy thôi. Giá con này cũng là 490.000 luôn.
chỉ 490.000 thôi nha mọi người. Oppo F3 mực màng nhẹ, RAM 4, bộ nhớ 64GB, mã số 8, giá của nó là 490.000. Rồi, tiếp theo là mã số 9. iPhone 6G, iCloud sạch, mất vân tay, bản 16GB, máy ngoại hình đẹp keng, màn phản quang 490.000. Đây màn phản quang nha mọi người. iPhone 6G ha, bản quốc tế, sim sóng ok, bản 16GB luôn ha. iCloud sạch, được reset thoải mái nha mọi người. Pin đây, pin 100 luôn nha. Máy bị phản quang màn nha mọi người. Cam sau nè, cam trước nè. Đó. iPhone 6G nha mọi người. Mã số 9, giá của nó là 490.000 nha. Mình nhắc lại nha, tình trạng của nó là mất vân tay, pin 100, màn phản quang, iCloud sạch, bao reset 16GB, 490.000. Rồi, tiếp theo là mã số 10 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là mã số 10 nha mọi người. Đây, đây để mọi người đợi mình xíu. Này, cái nút nguồn nó hơi nặng một xíu mọi người. Để mình làm. Đây, mã số 10 nha mọi người. Đây là con Samsung A6 nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cam trước, cam sau rất đẹp nha. Đẹp keng luôn. Màn hình đẹp không ám ố luôn nha mọi người. Samsung A6 nha, màn hình đẹp không ám ố, không phản quang luôn nha mọi người ơi. Đặc biệt cam rất đẹp nha. Cam màn hình rồi vỏ rất là đẹp, máy zin full luôn. Mã số 10 nha mọi người, Samsung A6, RAM 3, bộ nhớ 32GB, máy pin rất là trâu bò ha. Ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Giá cho con này là 650.000, Samsung A6 nha mọi người, RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. 650.000 mã số 10. Tiếp theo là mã số 11 nha mọi người. Đây là VS Max Joy 1 ha. Xin lỗi mọi người, VS Max Joy 1 Lute nha. Joy 1 Lute luôn nha. Máy ngoài hình đẹp keng full zin luôn. Cam trước cam sau rất đẹp nha. Mã số 11 nha mọi người. VS Max Joy 1 Lute. Đây, RAM 3, bộ nhớ 32GB nha mọi người. Máy màn hình rất đẹp luôn nha mọi người. Cam trước cam sau rồi ngoại hình đẹp rất đẹp luôn. Mọi người xem ngoại hình nha. Pin rất là trâu nha mọi người. Rồi con VS Max Joy 1 Lute mã số 11 này để cho mọi người, giá của nó chỉ 650.000 thôi nha. 650k. Rồi tiếp theo là mã số 12. Đây là Redmi 6 Pro bản RAM 3, bộ nhớ 32GB nha mọi người. Redmi 6 Pro bản RAM 3, bộ nhớ 32GB. Giá của nó là 750.000 thôi nha. 750k. Con này tình trạng là full zin luôn nha mọi người. Cam sau nè mọi người, cam trước. Đây là Redmi 6 Pro nha mọi người, RAM 3, bộ nhớ 32GB nha, pin rất là trâu, lo bao lớn luôn. Đây, Redmi Note 6 Pro nha mọi người, RAM 3, nhớ 32GB nha mọi người. Lo bao lớn luôn. Đây mọi người xem lo nè. Lo lớn, pin trâu nha mọi người. Mọi người thấy lo lớn không? Lo rất lớn luôn nha mọi người. Vỏ viền máy full zin luôn. Redmi Note 6 Pro nha mọi người. Mã số 12, giá của nó là 750.000 thôi nha. 750.000, Redmi Note 6 Pro, mã số 12. RAM 3 với 32GB luôn nha mọi người.
Rồi tiếp theo là mã số 13 nha mọi người. Giá của nó là 790.000. Đây là con VS Max Choi 3 nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn nha. Zin full luôn. Màn hình đẹp không ám ố luôn nha mọi người. Cam trước cam sau rất đẹp nha. Cam sau nè. Cam trước. Bao đẹp luôn nha. Màn hình đẹp không ám ố luôn. VS Max Choi 3, mã số 13, giá của nó là 790.000 thôi nha. $790k nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 14, giá của nó cũng 790.000. Đây là con iPhone 6S cho mọi người. iCloud ẩn, được reset thoải mái nha. Bản 16GB, máy full zin, mất vân tay. 6S nha mọi người. Người xem cam nè. Cam sau, cam trước. Rất đẹp nha mọi người. iCloud đã ẩn rồi nha, nên là mọi người được reset thoải mái luôn. 6S nè, bản quốc tế ha, 16GB. Mất vân tay nha mọi người, đã mất vân tay rồi nha. Pin đây. Pin con này đã được thay mới rồi nha, nhưng mà không, nó không báo pin nha. Pin là bao cho mọi người xài rất là trâu nha. Pin thay mới cho mọi người luôn á. Máy ngoại hình cũng rất là đẹp nha mọi người. iPhone 6S mã số 14 nha, 790.000. Ở đây là nó bị tróc thủy xíu nha mọi người nè. 790.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 15. Đây là con Samsung A20, giá của nó là 850.000 nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 4000, hỗ trợ sạc nhanh Type-C. Cam trước cam sau rất đẹp nha. Màn hình cũng rất đẹp không ám ố luôn nha mọi người. Samsung A20 nha. Pin 4000 rất là bao trâu bò luôn. Mã số 15 Samsung A20. Giá của nó là 850.000 thôi nha mọi người. 850k nha. Mã số 15. Thế là mã số 16 nha mọi người. Mã số 16 sẽ là con Samsung A7 2018 màu xanh dương ha. Giá của nó là 890.000 thôi nha. Mật khẩu là chữ L. Cam trước cam sau ok nha mọi người. A8 2018 RAM 4 bộ nhớ 64GB. Máy rất là đẹp luôn nha mọi người. Mã số 16 Samsung A7 2018, giá của nó là 890.000 nha. Tiếp theo là mã số 17, Samsung A30, giá của nó cũng 890.000 luôn nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Cái case SIM thì nó hơi khác màu, cái SIM màu đen nha mọi người. Mình làm rơi cái case SIM màu đỏ, màu xanh rồi, nên là mọi người thông cảm nha. SIM sóng vẫn nhận bình thường nha mọi người. Để cho mọi người, giá con này chỉ 890.000 thôi. A30 RAM 3, bộ nhớ 32GB nha mọi người. Cam trước cam sau ok nha. Pin trâu, hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn. Màu xanh dương rất đẹp nha mọi người. Mã số 17 Samsung A30 RAM 3 và nhớ 32GB nha. Để cho mọi người, con này giá của nó là 890.000 thôi nha. 890k. Tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 là con iPhone 6S Plus nha mọi người. Bản 32GB, mất vân tay, iCloud sạch, bao reset ha. Rồi con này nó chỉ bị tình trạng duy nhất của nó là bị màn phản quang thôi.
lỗi gì nhỉ, là màn phản quang đó, phản quang như hình nha. Giá của nó là 890.000 nha mọi người, bản 32GB. Pin đã được thay mới nha mọi người. Nè, màn phản quang mà bị ố vàng nha mọi người. Đó, chỉ có vậy thôi. Con này iPhone 6S Plus nha. Full zin luôn nha mọi người. Mã số 18, giá của nó là 890.000, 890k thôi ha. Ai cloud sạch được reset thoải mái luôn nha mọi người. Tiếp theo là mã số 19, giá của nó là 950 nha mọi người. Đây cũng là con iPhone 6S Plus luôn nha. Ngoại hình thì chạy xước khá nhiều. Cũng là bản 32GB, con này thì màn đẹp nha mọi người. Mọi người mua cái này mọi người về úp lưng lên là đẹp ha. Cam trước cam sau bao nét luôn. Ai lau sạch bao reset bản 32GB luôn nha mọi người, quốc tế ha. Bản 32GB nha mọi người. Pin 72% nha mọi người. Rồi con này thì vỏ ngoài xấu được cái màn hình rất đẹp nha mọi người. Mã số 19 ha, để cho mọi người con này giá của nó chỉ 950.000 thôi, 950k nha mọi người, mã số 19 ha. Rồi tiếp theo là mã số 20 nha mọi người. Mã số 20 thì ở đây mình có con Samsung A10s. Máy đẹp keng luôn nha, 950.000. Samsung A10s máy đẹp như mới luôn. A10s máy đẹp như mới luôn nha mọi người. Cam trước cam sau bao nét luôn. Đó. Màn hình rất đẹp nha. A10s. RAM 2 bộ nhớ 32GB nha, pin 4000 bao trâu bò luôn. Máy đẹp như mới luôn ha, 950.000, mã số 20 Samsung A10s nha. Rồi tiếp theo là mã số 21, giá của nó là 980.000. Đây là con Vitmax Star 5, máy full luôn nha, full zin luôn. Cam của dòng Vitmax là bao đẹp luôn nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 5000 nha mọi người. Xin lỗi con mọi người, con này là bản RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Này bản 32GB thôi ha. 980.000 máy full zin luôn nha mọi người, ngoại hình rất đẹp nha. Cam trước cam sau rất đẹp luôn, Star 5. Cam trước cam sau đẹp, màn đẹp cũng không ấm ố luôn. Ngoại hình full zin còn như vậy là rất đẹp rồi nha mọi người. Mã số 21 Vitmax Star 5, pin 5000, RAM 3 nhớ 32GB, hỗ trợ sạc nhanh Type C, mã 21, 980.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã 22 nha mọi người. Mã 22 thì ở đây mình có con Samsung A50s. Tình trạng của nó đây mọi người, cái phần nắp nó hơi xấu chỗ này thôi, ngay chỗ cái phần đèn LED nè. Nó hơi xấu chỗ đó thôi, còn lại là bình thường hết. Này, cam trước cam sau nè. Cam trước nè mọi người. Cam sau đây. Đó. A50s nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Rồi con Samsung A50s này để cho mọi người giá của nó là 1.190.000 nha. 1.190.000, mã số 22. Chứ là mã số 23 nha mọi người. Đây là con Samsung A20s máy đẹp keng full zin luôn. Vỏ đã được thay mới nha, và cái chỗ này nè mọi người, nó bị mẻ xíu nha, chỗ khe sim nó bị mẻ tí ở đây ha. Đó, Samsung A20s nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Máy ngoài hình đẹp như mới luôn. Cam là bao nét nha. Pin rất là trâu bò luôn, sạc nhanh Type C luôn. A20s nha mọi người, máy đẹp keng luôn nha.
Rồi mã số 23 Samsung A20s nha mọi người. Để cho mọi người con này giá của nó chỉ 1 triệu 2 thôi. 1 triệu 2 nha mọi người, Samsung A20s nha. Tiếp theo là mã số 24 là con Samsung A03 nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000, máy đẹp keng luôn nha. Bỏ cái ốp lưng này còn rất là đẹp nữa nha mọi người. Máy ngoài hình rất đẹp nha. A03 nha mọi người. Giá của nó là 1.350.000 nha mọi người ơi. A03 nè. Màn hình đẹp, không ám ố luôn. 32GB, pin 5000, bao trâu bò luôn nha mọi người. Cam cũng rất là đẹp nha. Đó. Rồi Samsung A03 để cho mọi người giá là 1.350.000 nha. 1.350.000. Rồi tiếp theo là mã số 25 là con Oppo A3s nha mọi người. Oppo A3s máy full zin luôn nha. Máy zin, pin trâu. Cam trước cam sau ok luôn nha mọi người. Cam trước cam sau rất đẹp nha. RAM 6, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Đó, con này RAM 6, bộ nhớ 128GB nha. Để cho mọi người con này giá là 1.390.000 thôi nha. 1.390.000, mã số 25, con Oppo A3s nha. Thì con này đã được dán cường lực nè mọi người, và đã được tắt ốp lưng luôn nha. Máy ngoài hình mới 99% zin keng luôn. Mới 99% luôn nha, như từ đập hộp ra luôn. Mã số 25, 1.390.000 nha. Tiếp theo là mã số 26 mọi người. Đây là con iPhone 7 Plus, máy full zin, mất vân tay, iCloud sạch, bao đùi set, bản 32GB, pin zin theo máy 95% luôn nha. Ngoài hình thì có trầy có phẩy. Giá là 1.550.000 nha mọi người. 1.550.000, mã số 26, iPhone 7 Plus nha. Cam sau, cam trước ha, bao đẹp luôn. Máy lút cho mọi người, 32GB nè. Máy đẹp keng luôn, máy còn rất là đẹp nha. Pin 95%, pin zin theo máy luôn. Để cho mọi người con iPhone 7 Plus mã số 26 giá là 1.550.000 nha mọi người. 1.550.000 thôi ha. Tiếp theo là mã số 27 nha mọi người. Đây là Oppo F11. Mã số 17 là Oppo F11 nha. Đây, phần thông tin máy đây. Oppo F11 nha mọi người. Ở đây là cái miếng là nó dơ xíu nha mọi người, chỗ này nè, nó dơ xíu nha chứ không phải là nó bị lỗi đâu nha. Oppo F11 nha mọi người, RAM 8, bộ nhớ 256GB luôn nha mọi người. RAM 8, bộ nhớ 256GB, Android 10 chấm luôn ha. Pin bao trâu bò, cam trước cam sau đẹp luôn nè mọi người. Cam rất đẹp luôn nha. Máy đã được dán cường lực và tặng ốp lưng luôn nha. Máy mới 99% luôn. Mã số 27 nha, RAM 8, bộ nhớ 256GB, máy đẹp keng luôn. Giá của con này sẽ là 1.690.000 nha mọi người. 1.690.000, mã số 27. Oppo F11 nha mọi người. Thế là mã số 28. Đây là con Vivo Y19 nha mọi người, cũng RAM 8, bộ nhớ 256GB luôn. Vivo Y19 nha mọi người. RAM 8 nè, bộ nhớ 256GB, Vivo 1915 là Vivo Y19 nha mọi người. Pin bao trâu. Cam trước cam sau đẹp nha. Máy ngoài hình như mới luôn nha mọi người, đã được dán ốp lưng cường, đã được tặng ốp lưng cường lực sẵn nha. Máy mới 99% luôn, đẹp không tì vết luôn.
Vivo i19 để cho mọi người, con này giá của nó là 1.590.000 nha, 1.590.000 Vivo i19, RAM 8 bộ nhớ 256GB nha. Tiếp theo là mã số 29, đây là Vivo i15s nha mọi người, mật khẩu là chữ L bự nha. Vivo i15a nha mọi người, RAM 4, bộ nhớ 64GB nha, pin 5000, bao trâu bò luôn. Cam nha mọi người. Cam trước sau bao đẹp luôn nha mọi người, Vivo i15a nha. Máy ngoài hình đẹp keng, mới 99%, máy full zin luôn nha. Đã được tặng ốp lưng và đã dán cường lực sẵn rồi nha. Máy đẹp. Chỗ này là bị dơ xíu nha mọi người, chùi xíu là hết nha. Đó. Rồi con Vivo i15a này để cho mọi người, giá của nó là 1.850.000 thôi nha. Mã số 29, 1.850.000 Vivo i15a. Rồi cuối cùng sẽ là con Samsung S10e nha mọi người. Thì con này để cho mọi người, giá của nó chỉ 2.890.000 thôi nha. 2.890.000 Vivo Samsung S10e. Máy đẹp keng, màn hình bao mướt luôn. Super AMOLED, RAM 6, bộ nhớ 128GB nha. S10e. Đó. Cam là khỏi bàn cãi nha mọi người. Máy ngoại hình bao đẹp luôn, màn hình đẹp không ám ố luôn nha. Zin full, máy mới gần như 99%, đẹp không tì vết luôn nha. Màu cam rất là độc lạ nha. Rồi mã số 30 S10e nha mọi người, để cho mọi người giá là 2.890.000. Rồi thì clip của Phước hôm nay chỉ có nhiêu đây máy thôi. Anh em nào ưng ý cái máy nào thì cứ nhấc máy và gọi cho Phước qua số điện thoại là 0912731033. Anh em nào ở gần cửa hàng thì ghé qua xem máy, ở xa thì cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy nha. Hình thức đặt cọc là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều được nha. Và hàng bán ra thì bao cho anh em xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày thì có lỗi thì mình hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả mọi người nha. Rồi xin cảm ơn mọi người đã xem clip của Phước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.